Cổ động viên Thái Lan đòi sa thải huấn luyện viên Uzaut. Tài khoản có tên Thanan Chai Newbie nói: "Hãy sa thải huấn luyện viên Uzaut Simaka ngay lập tức. U23 Thái Lan thi đấu chẳng có đường nét gì cả. U23 Việt Nam trận này không chơi nhanh, nhưng ông Uzaut thay đổi quá chậm chạp. Vị huấn luyện viên này không biết điều khiển đội bóng tấn công." Các bạn có nhận ra được U23 Thái Lan chơi theo hệ thống nào không? Ông ta lại hài lòng với tỷ số hòa khi đối phương đã kiệt sức. Cạn lời, cổ động viên này bình luận thêm. Trong khi đó, một cổ động viên khác có nickname Unitsuka Candy chia sẻ: "Huấn luyện viên Uzaut xin hãy từ chức đi. Tội nghiệp các cầu thủ, đừng hủy hoại sự nghiệp của họ. Các cầu thủ trẻ đang có tương lai tốt nên đừng để huấn luyện viên Uzaut hủy hoại tương lai đó." Trước trận đấu với U23 Thái Lan, hàng loạt cầu thủ U23 Việt Nam có vấn đề về sức khỏe, khiến cho chúng ta bị hụt hơi trong trận đấu trên sân Muli tại Tashkent, Uzbekistan. Tuy vậy, đội bóng của huấn luyện viên Gong Ho-kyun vẫn chơi có đường có nét hơn so với U23 Thái Lan. Có thể thấy sự thất vọng dành cho huấn luyện viên Uzaut Simaka rất lớn, bởi trận đấu đêm qua là trận mà U23 Thái Lan đứng trước cơ hội lớn để đánh bại U23 Việt Nam, nhưng đội bóng đất Chùa Vàng đã bỏ lỡ. Một người hâm mộ có tên BK Bunja thít nhận xét: "Cầu thủ Việt Nam ai cũng tận tình và đầy quyết tâm, họ chơi ít chạm, không hòa mỹ. Có thể về mặt kỹ năng cầu thủ Thái Lan tốt hơn, nhưng về ý chí và lòng dũng cảm, cầu thủ Việt Nam hơn hẳn." Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!